Hello, xin chào anh em nha. Thì bây giờ mình sẽ gói cái đơn hàng này để gửi cho một người bạn. Bạn này làm PT. Hình như mình nhớ là ở ngoài Ninh Thuận anh em. Cũng hơi xa. Ninh Thuận hình như là ở ngoài miền Trung á. Thì mấy bạn PT thì bữa giờ mình thấy cũng rất là nhiều mấy bạn PT đặt hàng bên mình, kiểu như là lấy giảng sĩ anh em để thứ nhất là để xài, thứ hai là để cho những bạn học viên á, nói chung là mấy bạn học viên mà mấy bạn PT dạy kèm á, rồi xài đồ luôn. Thì mấy cái loại mà đặt hàng, mấy bạn mà đặt hàng như thế này á, thì mình có để giá sỉ nha anh em. Giá sỉ thì chắc là nhiều bạn đã biết rồi. Thì cái Isofit này thì bữa mình có nói là được tặng quà nha anh em. Tặng quà đây nè, creatine nè, với lại cái bình lắc nè, thì cái đơn hàng này là có một cái bình lắc của thằng này, với lại mình tặng thêm một cái bình lắc nữa, là hai cái bình lắc luôn. Thì đơn này thì chỉ có hàng Lipo 6 lắc, rồi Bet ECI, Isofit với lại mười mấy gói lin này. Thì cái đơn hàng này chỉ có bao nhiêu đây thôi, cũng không có nhiều lắm. Thì mỗi một món này mình chỉ lợi ít anh em, mình lợi vài chục ngàn một món thôi. Nhưng mà được cái là mấy bạn PT đặt nó nhiều anh em, số lượng nó nhiều cho nên là mình cũng lời chút đỉnh, chứ mình không có lời theo kiểu bán lẻ nha anh em. Bán lẻ thì nó lời hơn, nhưng mà chỉ được một món hai món thôi. Nhưng mà PT thì mấy bạn đặt nhiều hơn thì mình sẽ để giá cho anh em nó tốt lại chút xíu. Thì nói chung là người có cơm ăn, người có cháo ăn vậy thôi, chia sẻ nhau nha anh em. Thì chỉ làm một cái clip ngắn ngắn để mình chia sẻ với anh em cái đơn hàng này thôi. Thì bây giờ thì mình phải bỏ vào trong cái thùng này. Mình sẽ bỏ nó vào trong cái thùng giấy này. Thì cái đơn hàng trên 3 triệu này thì nó sẽ có thêm cái phí bảo hiểm anh em. Thường là bên giao hàng nó sẽ lấy thêm phí bảo hiểm khoảng mười mấy cho tới 20 ngàn. Thì phí bảo hiểm này nó cũng không có cao lắm. Thì cũng giống như là anh em đi ra ngoài ngân hàng chuyển khoản thì cũng sẽ mất cái phí chuyển khoản cũng khoảng mười mấy ngàn. Thì cái phí bảo hiểm này thì nó cũng tương đương với lại cái phí chuyển khoản đó thôi. Còn nếu mà anh em nào có banking thì chuyển banking thì nó sẽ khỏe hơn. Thì nó cũng mất cái phí chuyển tiền đó, nhưng mà nó sẽ ít hơn. Thì cái phần mà chuyển banking thì nó sẽ tiện hơn. Nếu mà anh em nếu mà có đăng ký banking thì mình nên xài banking nha. Thì mình sẽ lấy thêm hai cái bình lắc nữa. Để hồi nó quên. Thì Isofit của mình sẽ khuyến mãi cho đến khi nào hết hàng thôi nha anh em. Hết hàng thì thôi. Nếu hết hàng thì mình sẽ lấy thêm hàng về nữa. Anh em đừng có lo nha. Isofit thì đang có khuyến mãi. Nói chung là cái khuyến mãi này thì mình thấy nó cũng không có được ưng ý lắm. Tại vì ở trên công ty nó cho cái gì thì mình lấy cái đó thôi. Nếu mà khuyến mãi này mà nó tặng cho mình được Aminolin đó thì nó sẽ tuyệt vời hơn nhiều không anh em. Còn tặng creatine thì mình nghĩ chắc cũng có nhiều anh em không có được ưng ý lắm. Nếu mà tặng Aminolin thì sẽ hay hơn nhiều. Nhưng mà nói chung là có tặng là cũng mừng rồi. Mình cũng không nên đòi hỏi lắm. Có cái gì thì hai cái nấy nha anh em. Thôi bây giờ mình phải gói lại và mình giao cho khách đây. Xin chào tạm biệt anh em nha. Hẹn mọi người những cái clip tiếp theo. Bye bye nha. Và nếu mà anh em nào mà muốn đặt hàng bên mình, hoặc là muốn kết bạn Facebook hay là Zalo thì mọi người hãy vào cái đường link Facebook phía bên dưới mô tả video. Còn số Zalo mình để bên trên màn hình nha. Xin chào tạm biệt nha, bye bye.